Bởi vì có vui thì sẽ có buồn, có sướng, có khổ. Vô thường người ơi, cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Đời người thì sanh tử, tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Cho nên hôm nay mình xuất ly hay là xuất gia là mình phải rời khỏi ba cái ngôi nhà này. Hôm nay 10 hành giả này đã vào Long Hưng, vào trong cái chùa tổ Long Hưng, là mình rời khỏi cái ngôi nhà thế tục. Cái ngôi nhà đầy vướng bận, dính mắc. Và nơi đó thì khổ ít, vui vui nhiều hả? Khổ nhiều, vui ít thì được. Chứ nghe nó khổ ít vui nhiều đồng ý. Cái ngôi nhà mà ở đó nó khổ, khổ nhiều, mà vui thì ít. Trần gian vui ít khổ nhiều, đó cái ngôi nhà trần gian. Chúng tôi không phải nói đến cái chuyện mà bận biểu, chuyện mà lo toan gia đình nó đã khổ rồi, nó có cái khổ gì nữa biết không? Trần gian khổ ít vui nhiều, vô thường, thay đổi sớm chiều mà thôi. Vì trong ngôi nhà đó, khi có thì nó sẽ có bị mất, khi thương thì sẽ có lúc đó ghẹt, bởi vì bị cái pháp vô thường thay đổi. Cho nên mình phải xuất ra khỏi cái nhà mà khổ nhiều vui, vui ít, để mình lánh thân vào trong cái cửa thiền môn chùa tổ Long Hưng này, để mình tìm một cái an lạc, một đường hạnh phúc thế gian, là ngôi nhà trần gian đó, một đường hạnh phúc niết bàn thoát ly. Hỡi này nghiệp chướng mê si, tránh ra ta chọn đường đi niết bàn. Hôm nay mình xuất gia vào chùa tổ Long Hưng để mình tham dự một cái khóa tu xuất gia gieo duyên. Chúng tôi đang nói về ý nghĩa xuất gia là mình đầu tiên mình rời khỏi ngôi nhà thế tục. Ở trong đó khổ thì nhiều, vui thì ít. Mình vào đây để mình xa lánh cái ngôi nhà thế tục đó, mình vào cái ngôi nhà Phật Pháp. Thứ hai là mình vào đây mình phải xuất tiếp một cái nữa là gì? Xuất phiền não già. Vì ở nhà phiền não dữ lắm, mở mắt ra là chúng ta sống trong cái sự phiền não tham sân, sân si. Mà vào đây thì mình bớt cái đó. Đó cũng là một hình thức để mình xức bớt cái gọi là bất thiện pháp. Người đi tu là gì? Đầu tiên phải ly dục, là ly bớt cái lòng ham muốn. Ly dục. Thứ hai là gì? Ly ác bất thiện pháp. Chứ ác bất thiện pháp, bất thiện pháp là tham, là sân, là si. Chúng ta vì tham, vì sân, vì si mà làm ác, từ thân, từ khẩu, từ ý, thì cái này gọi là ác bất thiện pháp. Mà mình xuất gia vào đây thì mình ly được cái đó. Trong 10 ngày không lẽ mình sân si với ai? Sân si với bạn đồng tu à? Không có. Thấy không nè? Rồi trong 10 ngày mình cứ sáng mở mắt ra là trì kinh, trì chú, gặp hình ảnh Đức Phật, gặp sư thầy. Không lẽ mình sân si sư thầy nữa? Cho nên tạm thời trong 10 ngày này, ngoài cái vấn đề mình xuất thế tục gia thì mình cũng xuất được phiền não não già, là bớt tham sân si. Tham sân si thì phải có, vì chúng ta là phàm phu, là chúng sinh, thì nó gắn liền với chữ tham sân si. Thì bây giờ mình tu là để mình bớt tham sân si.
Tu là gì? Đi tu là để chúng ta bớt đi cái những cái ác bất thiện pháp, từ thân, từ khẩu, từ ý. Tu là cố gắng thực hành, tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Thì khi mình làm lành đó là nó đối lập lại cái ác bất thiện pháp. Thì đây là cái điều mà chúng tôi đang nói, là cái người xuất gia là xuất phiền não gia, là xuất bớt đi cái tham sân si. Vô đây mình sống là hỷ xả, chứ mình không có sống sỉ vả sân si. Ở ngoài thì mình hay sỉ vả, mình vào đây là mình bao dung, ở ngoài là mình bung vào không. Đây là một cái pháp loại trừ mà. Mình bây giờ quý vị biết không, Đức Phật Ngài nói á, nếu chúng ta không làm việc lành thì chúng ta rất dễ làm điều ác. Vì mình là còn phàm phu, còn dễ bị phóng vật, dễ bị lai chuyển, dễ bị ảnh hưởng môi trường. Ở cái môi trường nào thì ảnh hưởng cái môi trường đó. Rồi mình thân cận với cái người nào thì mình ảnh hưởng với cái người đó. Ngạn ngữ nước ngoài có một câu là bạn hãy cho chúng tôi biết bạn của bạn là ai, chúng tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Ở ngoài thì mình giao du với toàn là bạn ác, không thì không ít thì nhiều, mình cũng giống vậy. Bằng chứng là trong cái hài kịch của Hoài Linh đó nghe, ông nói vợ ông thương ông lắm, chăm sóc ông dữ lắm, từ miếng ăn giấc ngủ. Một lần bà mua là bà mua 30 con gà ác bỏ trong tủ lạnh đó. Mỗi ngày bắt ông ăn một con. Ông ăn tới con thứ 10 thôi, cái mặt ổng còn ác hơn con gà nữa. Chúng tôi mượn cái hình ảnh là ảnh hưởng môi trường, nó lây nhiễm. Mình chơi với người bạn nào thì không ít thì nhiều ảnh hưởng người bạn đó. Còn mình xuất gia vào đây là mình gần gũi với bậc thiện trí thức không? Đó là cái điều kiện. Người ta nói vui một câu á, muốn hết khó chịu thì phải chịu khó. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu đó. Muốn đứng hàng đầu thì đừng có đầu hàng. Đầu hàng ở đây là gì? Là mình không đầu hàng với cái giặc phiền não. Tại sao đệ tử của Đức Phật được gọi là một chiến sĩ? Thích Ca là một chiến sĩ đó. Cái chữ nghĩa thích, dòng họ Sắc Ca Giá là dòng họ chiến sĩ. Mình vào đây là mình mang cái họ thích đệ tử của Đức Phật, thì mình phải là dòng họ chiến sĩ. Là mình chiến với cái gì? Mình chiến đấu với ai? Giặc lòng. Đúng rồi. Thắng được giặc lòng mình á, mình đã rời khỏi cái nhà thế tục là một cách để mà thắng được giặc lòng. Đây là một câu chuyện trong kinh Pháp Cú á. Thời Đức Phật á, thì có một cái vị tỳ khu, khi ông đi xuất gia vào chùa đó, cái mỗi lần trời đổ mưa, chuyện tu hành không nhớ, nhớ tới cái miếng đất ở nhà bỏ không. Ông nghĩ bây giờ mình vô đây mình tu mà đã không làm gì, thôi xin Đức Phật nghỉ tu về nhà. Cuốc cái mảnh vườn đó lên, trồng trọt vô đó. Khi ông trồng trọt đó, cái hết mùa mưa ông thu hoạch. Ông thu hoạch xong mùa nắng thì ông đâu làm được cái gì. Cái ông thấy phí quá, ông mới xin lại vào chùa ông tu. Ông này tính đôi đường dạng toàn á. Ông đang tu cái trời đổ mưa, cái ông tiếp tục xin Đức Phật hoàn tục về nhà, để ông tiếp, ông cuốc cái mảnh vườn đó lên, ông gieo trồng hoa quả vào đó. Khi ông thu hoạch vừa xong thì trời bắt đầu nắng, cái ông lại xin vào chùa ông tu. Mà ông làm như vậy quý vị biết mấy lần không? 7 lần. Cái lần thứ 7 đó, ông mới hạ quyết tâm, ông không phải chiến thắng được chính mình, ông không còn để cái miếng giường và cái cuốc này đó, nó làm ảnh hưởng đến cái tâm lý ông nữa. Thì ông mới đem cái cuốc ra cái dòng sông á, 1, 2, 3 ông quăng cái cuốc vào dòng sông. Ông la lớn rồi nè, ta đã chiến thắng, ta đã chiến thắng. Cái này quyết tâm chiến thắng, không có để nó lôi cuốn mình được. Thì bên kia xong đó là cái vị vua đó đang đi đánh trận ở biên thùy á, chiến thắng trở về. Mà ông vua đang ca khúc khải hoàn trở về chiến thắng, mà không thấy ai tung hô, mà có ông này ông làm gì mà ông quăng cái cuốc xuống dòng sông mà ông làm chiến thắng chiến thắng. Thì vua mới ngạc nhiên, mới cho quân sĩ bắt ông lại, hỏi trẫm mới là người chiến thắng chứ,
Người chiến thắng cái gì? Thì ông mới kể lại cái quá trình của ông là có miếng giường, rồi ông đi tu, rồi ông không thắng được cái lòng của ông. Cái mà trời đổ mưa là ông nhớ tới mảnh giường với cây cuốc. Ông về ông cuốc mảnh giường, ông trồng qua màu vào đó, thu hoạch vừa xong là ông tiếp tục đi tu. Mà ông đang tu vậy mà trời đổ mưa là ông nhớ miếng giường cây cuốc nữa. Mà ông làm tới 7 lần. Mà nhờ ông đó đó, bây giờ trong lực chế ra là những cái vị xuất gia được hoàn tục 7 lần. Trời ơi, xuống quá. Mai là 7 lần, ông làm chục lần đó bây giờ. Chúng tôi kể câu chuyện này để mục đích là gì? Là chiến thắng chính mình. Thì lúc bây giờ ông vô ông hỏi, thì ông này mới kể lại là ông nói ông chiến thắng với bản thân ông. Thì ông vua mới ngộ được cái ý này. Cho nên chẳng những ông vua không phạt, mà ông vua lại ban thưởng. Chúng tôi kể câu chuyện này để cho quý vị biết rằng là muốn đứng hàng đầu thì đừng đầu hàng. Mà đầu hàng ở đây là đầu hàng với giặc phiền não. Đó, cái sức ở đây là sức phiền não, não da. Quý vị biết cái nhà phiền não, cái nhà lửa này nó lê lắm. Mình sống trong cái nhà phiền não, tối ngày cứ tham sân si. Vì vậy cái sức thứ ba là gì? Là sức tam thế thế già. Tam thế đây là nó tam giới già, tức là nó có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là những chúng sanh mà còn dính mắc tấm nhiễm ở trong lục trần, là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cái người mà còn đắm nhiễm trong năm cái này, ngũ dục này, thì gọi là cõi dục, dục giới. Cõi sắc giới là gì? Là còn ái, còn dính, còn mắc trong cái hỷ lạc của thiền sắc giới. Vô sắc giới là gì? Là cũng còn ái dính mắc ở trong cái thiền vô sắc giới. Cho nên trong kinh Đức Phật Ngài dạy là tam giới nhân thiên khổ lắm mà, sanh già đau chết thường xảy ra, quán thù lại gặp cầu chẳng đặng, chấp thân năm quẩn khó buồn ra. Như vậy thì mình làm sao, tu làm sao để xuất ra khỏi cái nhà tam giới này thì mới hết khổ. Thì khi chúng ta cứ nghĩ đi, cái cõi dục á, thì nó còn có sắc thân, nó còn bị chi phối bởi cái thân khổ đau này. Nhưng mà lên tới cõi trời sắc, cõi vô sắc thì cái thân này không còn, nhưng mà nó vẫn còn có cái chuyện khổ là sanh tử. Vì sanh tử nó mới dẫn đến luân hồi. Vì luân hồi cho nên chúng ta mới khổ đau. Thì bây giờ cái mục đích cuối cùng của chúng ta làm sao để mà xuất ra khỏi cái nhà tam giới này. Mà muốn xuất ra khỏi cái nhà tam giới này thì chúng ta buộc lòng phải tu gieo duyên. Cái chữ tu gieo duyên là cái bước đầu của người tu Phật. Đạo Phật chúng ta chú trọng cái chữ duyên lắm quý vị. Gieo duyên trơn chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Hôm nay mình gieo duyên với ai? Với chánh pháp chân chánh mà. Gieo duyên chân chánh chẳng sao, chứ không có gieo duyên với ác pháp à, tà pháp à. Dứt khoát thiện duyên thì phải giữ luôn luôn, mà ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Hôm nay chúng ta đang có cái thiện duyên. Quý vị biết không, đi xuất gia như thế này phải có thiện duyên lắm mới đi được, chứ không phải muốn đi là đi đâu. Mà cái chuyện mà gia đình, con cái, chồng vợ nó vướng mắc vậy lắm. Rồi nó vướng mắc vô cái chuyện làm ăn của cải tài sản nữa, vướng mắc vậy lắm. Cho nên hôm nay mình là một cái sự quyết tâm rứt ra khỏi cái nhà thế tục, rứt ra khỏi cái nhà phiền não, và cố gắng làm sao rứt ra khỏi cái nhà tam giới. Cái sự ràng buộc gọi là
lệ thuộc, lệ phược dính mắc dữ lắm. Đó là những cái sợi dây trói buộc mà mình khó rứt ra được. Những sợi dây này nó giống như là nước vậy đó, giống như là cái chuyện tình cảm vậy đó. Trong cái phim Bao Công nó có cái tập phim Mộng Hồ Điệp gì đó, mà nó có một câu chúng tôi thấy nó hay lắm, là rút khi mà người ta buồn chuyện tình đó thì rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, mà nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm. Còn cái chuyện của chúng ta về cuộc đời này, khi cố quên thì lòng lại nhớ thêm, nó ghê gớp lắm, nó khó rứt ra lắm. Thì chúng tôi mới nhớ đến cái giai đoạn mà lúc mà Đức Phật đi xuất gia. Theo lịch sử của Phật giáo Nam Tông thì năm 29 tuổi Đức Phật chuẩn bị rời khỏi hoàng cung đi xuất gia. Thì lúc đó đó, cái tư tưởng của Ngài giữa hai cái vấn đề, một là ở lại hoàng cung có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, hai là dấn thân vào một cái hành trình đầy gian khổ để tìm đường giải thoát. Và nơi đó chỉ là gì? Là cõi cây, là khu rừng, là ngôi nhà trống, là khất thực, là ăn xin. Còn bên đây là gì? Là ngai vàng điện ngọc, kẻ hầu người hạ. Một bước của Ngài đi là tiền hô hậu ủng, dù lộng che, vân vân. Thì hai cái đó đang chiến đấu tư tưởng. Rồi kế bên là gì? Là có vợ đẹp. Vajudala lúc bấy giờ là người thứ hai đẹp nhất trên thế giới, trên hành tinh lúc bấy giờ, ngoại trừ Đức Phật. Tại vì trong có một đoạn kinh chúng tôi đọc được á, là Vajudala nói sao biết không? Hiện tại ngoại trừ Bậc Đạo Sư với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp ra, ta không ngán ai hết được. Tôi sắc đẹp của Vajudala cỡ đó, đó. Tức là do cũng nhiều đời nhiều kiếp theo Đức Phật trong quá trình mà còn là Bồ Tát hành Ba La Mật, cho nên nàng Vajudala lúc bấy giờ đẹp lắm. Quý vị biết lúc mà đám cưới nàng Vajudala là biết bao nhiêu là dương tôn công tử đến mà cầu hôn, mà trong đó có thái tử Đặt Đa. Và ngài cũng phải là văn võ song toàn, phải thắng hết mấy cái ông dương tôn công tử kia mới cưới được nàng Vajudala vậy. Thì đủ hiểu cái sắc đẹp của nàng Vajudala như thế nào rồi. Thì cái tư tưởng của Đức Phật đang chiến đấu, đang chiến đấu ở hay là đi. Lúc đó mình dùng cái từ là băn khoăn đứng giữa hai dòng nước đó. Chọn một dòng hay để nước cuốn trôi đó. Phải quyết tâm chọn một dòng. Thì đang đứng mà chiến đấu tư tưởng đó, thì quý vị biết quân sĩ tới mới báo cho một cái tin mừng, đó là hoàng hậu vừa hạ sanh một hoàng tử. Thì lúc bấy giờ thay vì mừng, Đức Phật lúc bấy giờ mới ngửa mặt lên trời than một câu cực kỳ là ý nghĩa: lại thêm sợi dây trói buộc. Thì cái người hầu đó, đó, người hầu báo tin đó, là tưởng đâu là vua cha mừng quá mới đặt tên cho hoàng tử là Ra Hầu La, mới chạy về báo cho hoàng hậu Vajudala hay rằng là hoàng thượng đã đặt tên cho hoàng tử là Ra Hầu La. Mà chữ Ra Hầu La là gì biết không? Sợi dây trói buộc. Cho nên bây giờ chúng tôi gặp ai mà chúng tôi thay vì hỏi mấy đứa con, không hỏi vậy, hỏi mấy sợi dây trói buộc. Dạ thưa sư con một, dạ thưa sư con hai, dạ thưa sư con ba. Hãy một đứa con là một sợi dây trói buộc vô hình, nó buộc mình dữ lắm. Thấy không nè, nghe nói chồng buộc thì ít nhưng mà con nó buộc thì nhiều hơn nữa. Có những người ta nói có thể bỏ chồng được nhưng mà bỏ con không được. Thấy không nè, người mẹ thà liều chết để bảo vệ con chứ không bao giờ bỏ con được. Đó là sợi dây trói buộc. Đánh con đau lòng mẹ thêm đau, rút dao chém xuống nước thì nước càng chảy mạnh, nó ghê như vậy. Mà nâng chén tiêu sầu thì càng sầu thêm. Cho nên cái người mà đi xuất gia như thế này, thưa với quý vị, là cái người đó là một chiến sĩ theo cái nhìn của Đạo Phật. Rất là dũng cảm, rất là anh hùng. Mình từ bỏ cái nhà thế tục rồi vô đây phải giảm bớt phiền não nữa.
tu là bớt tham sân si mà. Vô đây tu mà còn tham sân si nữa là không được. Vô đây là để mình tịnh tâm, bớt tham, bớt sân, bớt si. Tại mình bỏ nhà mây trắng ra đi rồi, thì phải thông dong tự tại, diễn ly thoát trần. Vô đây mà không thông dong nữa, không biết chỗ nào thông dong. Rồi vô đây mà làm cái gì? Pháp đen, pháp trắng phân minh. Hiểu chữ pháp đen, pháp trắng không? Cái nào là ác pháp và cái nào là thiện pháp? Ác pháp là pháp, pháp đen, mà thiện pháp là pháp, pháp trắng. Đúng không? Pháp, cái nào, pháp đen là bất thiện pháp, pháp trắng là thiện pháp. Thì mình vào đây là mình phải phân minh rõ ràng đâu là thiện pháp, đâu là bất thiện pháp, để mình đi chứ. Rồi mình mới biết đâu là để mà ngăn chặn được bất thiện pháp. Thì Đức Phật Ngài dạy chỉ có một cách duy nhất, đó là dùng thiện pháp để mà thắng được ác, ác pháp. Hiểu cái chỗ này không? Dùng thiện pháp để mà thắng được ác, ác pháp. Giống như nãy chúng tôi có nói vậy, nhiều cái câu nó vui nhưng mà rất ý nghĩa. Muốn hết khó chịu thì phải chịu khó, phải thật sự chịu khó thì mới hết khó chịu. Muốn cầu đạo thì phải cạo đầu, cạo đầu để mới giải quyết được cái gì cầu đạo. Rồi muốn đứng hàng đầu thì đừng bao giờ đầu hàng. Đó là cái lý Đức Phật Ngài dạy. Chúng ta hãy tích cực làm việc lành, làm việc thiện. Mục đích là gì? Để chế ngự điều ác trong tâm. Vì tâm người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp thì dễ ưa thích làm việc ác. Vỗ tay đi. Đơn giản, cái này có mặt thì cái kia nó vắng mặt. Hãy minh sanh thì vô minh nó diệt. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó tiêu tàn. Mình phải dùng cái phương pháp loại trừ thôi. Bằng chứng là người thương người thì bao nhiêu cũng thiếu. Tâm lý mình á, mà người ghét người thì chút xíu cũng dư. Khi mà mình làm việc thiện á, thì mình tích cực làm việc thiện. Mục đích của mình là mình nghĩ đơn giản là chế ngự điều ác trong tâm thôi. Khi quý vị bố thí cúng dường cũng vậy, cũng nhớ là để mình chế ngự cái lòng tham thôi, chứ bỏ qua cái chuyện nhân quả gì cho nó mệt. Mình quan trọng nhất là thời gian chẳng đợi ai đâu. Làm gì tốt được cho ai thì làm, cho là buông xả lòng tham thì mới an vui hạnh phúc, bình an miên trường được. Chứ bây giờ cho mà không buông xả lòng tham thì làm sao mà an vui hạnh phúc, bình an miên trường? Cho mà còn dính mắc. Cho nên chúng tôi hay có cái hình ảnh ví dụ lắm. Mình bố thí cúng dường từ thiện thì làm ơn làm phước. Bố thí cúng dường từ thiện giống như là phóng sanh thả chim, cho nó bay đâu là bay. Chứ đừng bao giờ bố thí cúng dường từ thiện giống như thả diều. Hiểu chữ thả chim là thả diều. Cái hình ảnh mà mình thả chim, mình phóng sanh á, nó như thế nào thì cái người hành thiện pháp giống như vậy, thì nó mới nhẹ nhàng. Còn mà thả diều là mệt à. Thả diều là có cọng dây nữa. Cái này thuộc dạng buông mà chưa bỏ. Còn phóng sanh là buông bỏ luôn, nó nhẹ. Vì vậy cái người tu chúng ta là phải dùng cái này để chế ngự cái kia, đi về phía ánh sáng, bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an, khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất, lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đơn giản là người càng hướng đến vị tha thì càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Người càng ích kỷ đeo bông, bất an phiền não lòng dòng khổ đau. Cho nên ai mà đi về phía từ bi thì tâm tự nhiên rộng lớn. Mà đi về phía thiệt hơn đó nghe, tính toán á, đời gập ghềnh lên xuống. Mà đi về phía ham muốn á, thì phiền não khắc tự sinh. Đi về phía thiện bình á, thì tham sân si vô hiệu.
mà đi về phía thấu hiểu á, lòng tự khắc bao dung chứ không có bung vào. Tất nhiên mình đi về phía thấu hiểu, mình mới hiểu về thương, thì lòng mình nó dễ sanh ra cái lòng bao dung lắm. Như vậy thì nơi đây hôm nay chúng ta dùng cái duyên lành, thiện duyên á, mình tu gieo duyên là mình đang tu cái thiện duyên, để xóa đi những cái ác, ác duyên. Nó đơn giản như vậy. Thiện tâm mà không nuôi dưỡng, ác pháp dễ trổ sanh. Một ngày không nghĩ việc lành, tức thì dạng ác phát sanh dập dồn. Chúng tôi cũng báo cho quý vị một cái tin mừng. Là gì? Là ai mà gieo duyên với Phật Pháp, gieo duyên với chánh Pháp, gieo duyên với Đức Phật, thì trong tương lai Đức Phật mới độ được chúng ta kìa. Còn nếu không thì muôn đời muôn kiếp Phật độ cũng không nổi nữa. Bên Phật giáo Nam truyền á, ghi rằng Đức Phật có 5 cái phận sự, hay là 5 cái công việc trong một ngày. Trong một ngày Đức Phật có 5 công việc. Công việc thứ nhất là sáng sớm đầu tiên là Đức Phật dùng cái gì? Dùng cái Phật nhãn quán sát chúng sanh. Hôm nay coi chúng sanh nào có duyên với mình, thì cho dù chúng sanh đó ở bất cứ nơi đâu, hang cùng ngõ hẻm phố thị, vân vân, bất cứ chỗ nào, Đức Phật cũng đến để mà hóa độ. Nghe cho kỹ, cái hình thức mà Đức Phật trì bình khắc thực là dùng cái từ là hóa duyên để mà độ chúng sinh. Bây giờ chúng sinh nó có duyên với Phật Pháp, có thể giác ngộ, thì giờ bằng cách nào làm quen đây? Chỉ có cách duy nhất là ôm cái bình bát đứng trước người đó thôi. Cho dù người đó lúc đầu là không có niềm tin, nhìn thấy Đức Phật ôm bình bát xin ăn xin thì cũng chửi mắng ôm sùm vậy đó. Nhưng mà vì có thiện duyên, Đức Phật sẽ chuyển hóa và tế độ được người đó. Cho nên cái hình thức mà chư tăng khắc thực trì bình là một cái hình thức hóa duyên. Nghe cho kỹ, hóa duyên phận sự phải hành đó. Dù không vật thực, tâm lành vẫn vui. Những cái vị tỳ khu ngày xưa mà đi khắc thực là đã giải câu này rồi, chứ không phải đến đó là mình đợi đồ đâu. Mình đến đó để mình độ đời. Hiểu độ đời không? Mình đi tu là để độ đời chứ không phải là đợi để đồ. Trời, ngày xưa chúng tôi còn nhỏ, khi mà sư phụ giao cho cái bình bát để đi khắc thực là Ngài đã dạy mình rồi. Tức là mỗi bước chân là phải đi trong cái từ tâm bác ái, phải rải tâm từ trong mỗi bước đi. Tâm mình phải thực sự là an lạc, phải có đầy đủ từ bi hỷ xả. Từ là tâm chẳng sân si, bi là thương hết, không bì một ai. Ngày hôm đó mình đi, mình gặp bất cứ người nào giàu hay nghèo, nam phụ lão ấu già trẻ bé lớn, giàu nghèo đẹp xấu không có phân biệt. Cái tâm mình như vậy thì mới khắc thực trì bình, hiểu chưa? Chứ mà khắc thực trì bình mà cứ ló dòm coi chỗ nào nhà già giàu ghé vô, cái này thuộc dạng đợi đồ rồi, sao độ đời được? Thấy không? Bữa nào đi không có vật thực cái về buồn hiu mặt đóng, bữa nào đi mà quá trời tứ vật dụng thì về nhà cười te te. Như vậy làm sao trúng cái câu là quá duyên phận sự phải hành, dù không vật thực tâm lành vẫn vui, làm sao vui nổi? Cái người tu chúng ta là phải như vậy, phải vui mới gọi là quá duyên. Thì Đức Phật dùng Phật nhãn của Ngài, Ngài xem xét Đông Tây Nam Bắc vân vân và vân vân, bất cứ chỗ nào mà hãy chúng sanh nào có duyên hôm nay giác ngộ, thì Đức Phật sẽ đến tận nơi, tận nơi để mà hóa độ. Thì bây giờ mình tu làm sao để mà khi mình gặp được Đức Phật đến để mà hóa độ cho mình. Và khi Đức Phật đến, thưa với quý vị, cho dù lúc đó mình không có thiện cảm, nhưng mà dần dần Đức Phật sẽ chuyển hóa mình lại có thiện cảm. Còn mình không có duyên, quý vị biết không, kể cả mình gặp Đức Phật trước mắt, mình cũng không có cái lòng hoan hỷ. Bây giờ chúng tôi ví dụ thôi nè. Đời này kiếp này, ngày nào quý vị cũng niệm Phật,
Ngày nào quý vị cũng nhìn hình ảnh của Đức Phật, mà mai là tượng với hình không đó nghe, mà cái lòng mình nó đã vui vậy rồi. Thử hỏi gặp người thiệt coi vui không? Trời ơi, gặp người thiệt chắc con chết với chân ngài con cũng kêu nữa chứ đừng có nói. Phải không? Bây giờ ngài ở đâu? Ở đâu mà năm nào Bồ Đề đạo tràng thôi nghe, mai là thánh tích đó, mà Phật tử chúng ta kéo hà râm râm về đó. Bây giờ thử nghĩ đi, bây giờ mấy cái hình với bóng với tượng là quỳ lại, gọi là ngày nào cũng nghĩ tưởng, ngày nào cũng nhớ đến hình bóng của Đức Phật. Mình cứ thử nghĩ bây giờ thiệt Đức Phật mà hiện thiệt ra đi, thì nói thiệt á nghe, bằng mọi cách, khổ cỡ nào, cực cỡ nào, xa cỡ nào, con cũng phải ráng lần mò đến mà con diễn kiến ngài được một lần. Còn những người không có duyên á nghe, nói cho nghe, ngày xưa Đức Phật đi bên đây đường, bên kia đường nó đi nó không có biết cảm giác gì luôn. Thời Đức Phật còn tại thế đó, có những chúng sanh mà ác kiến á, trời chẳng những mà không có thiện tâm nha, mà còn lại phát sanh ác tâm nữa. Thời Đức Phật đi trước á, có một nhóm có thiện duyên đi theo là ca ngợi tán thán Đức Phật dữ lắm. Nhưng bên kia cũng xuất hiện nhóm đi theo chỉ trích Đức Phật qua trời. Mình làm ơn làm phước mình tu gieo duyên để mình tránh cái nhóm bên kia đó, phải không? Chứ mà sanh ra được làm người mà gặp Đức Phật mà đi theo cái nhóm bên kia là chết. Đi theo cái lục phe ngoại đạo đó, thờ đâu mà thần lửa đó, thờ các vị thần không à. Rồi bắt đầu chỉ trích, rồi là thị phi Đức Phật. Còn cái nhóm bên đây là đệ tử của Đức Phật thì đi theo tán thán ca ngợi. Thì mình nhìn hai cái nhóm người này nè, thì mình hôm nay mình tu gieo duyên để mình vô cái nhóm mà đi theo Đức Phật để tán thán đó. Bây giờ cứ nghĩ coi, bây giờ không gặp Phật mà còn tán thán như thế này, gặp Phật thì thôi khỏi nói rồi, chắc chắn 100% là mình đạt. Vì vậy trong kinh bên Phật giáo Nguyên Thủy là Đức Phật quán xét xong thì ngài đến tế độ người đó. Đức Phật chỉ tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Vì thời gian của Đức Phật là vàng là bạc quý lắm, ngài chỉ có 45 năm hoằng pháp thôi, không có thời gian nhiều chúng ta. Và cái đó là cái kiếp cuối cùng nữa, sanh đã tận phẩm hạnh đã thành rồi, cho nên ngài không có rảnh cái thời gian mà đi đổ lung tung, nó không có hiệu quả. Mà đi đổ nhầm cái ông ác tà kiến thì nói xin lỗi quý vị chứ trời, ông chửi không sao ông nghe đâu, cái phần nói sao ông nghe. Còn cái người mà có thiện duyên, cho dù lúc đầu gặp không có thiện cảm, như năm anh em Kiều Trần Như lúc Đức Phật quay lại là quay mặt á, vì đơn giản nghĩ rằng Đức Phật là cái người bỏ cuộc tu. Nhưng mà sao? Có thiện duyên rồi sau đó Đức Phật vẫn độ được. Vì vậy hôm nay chúng ta tu gieo duyên ở đây là chúng ta đang tạo cái thiện duyên với Phật Pháp, tạo cái thiện duyên với Đức Phật, thì mình có một cái niềm tin trong tương lai, trong dòng sanh tử luân hồi, nếu mình đầy đủ duyên lành rồi, thì thưa với quý vị, chúng ta ở bất cứ nơi đâu, chỗ nào, hang cùng ngõ hẻm, Đức Phật dẫn đến độ chúng ta. Đó. Cái người tu mà không hiểu cái chữ duyên á nghe, nó uổng vậy lắm. Cái chữ duyên của đạo Phật á, nó vừa thực tế mà nó vừa nhiệm màu. Nghe cho kỹ cái chỗ này. Tu mà chưa hiểu chữ duyên thì ta chưa được an nhiên giữa đời. Xưa nay vạn vật đời đời đủ duyên hòa hợp, hết thời chia ly, người đến rồi người lại đi, hết thương thì ghét, có gì lạ đâu. Bao nhiêu hạnh phúc khổ đau cũng do duyên nợ của nhau nhiều đời. Nhân sinh một kiếp đầy dơi, để con giác ngộ đời là nhân duyên. Cái người mà ngộ được chữ duyên đó nghe, thấu muôn duyên thì không than phiền quán trách. Mà cái người mà không than phiền quán trách cuộc đời này đó, thì cái người đó quý vị thấy có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Mình khổ đau là gì? Mình than phiền quán trách. Cuộc đời có hợp có tan, định lực tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn,
lo lắng làm chi chuyện thế gian. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Cho nên cái người biết đạo mà không buồn chuyện trái ngang, biết đạo đây là chúng ta phải nhớ, phải biết đó là chúng ta hiểu được chữ duyên. Người tu mà không hiểu chữ duyên thì chưa có tu, chưa phải là người biết đạo. Cái người biết đạo là họ hiểu được cái chữ duyên rồi thì sao? Chưa hiểu Phật Pháp, chưa hiểu nhân duyên thì suốt ngày chúng ta chỉ cầu mong mơ được cái quả lành, quả phước. Nghe cho kỹ cái chỗ này, này. Quý vị nhìn những người vào chùa đó mà cứ cầu mong mơ cho con hưởng phước này phước nọ đó nghe, là mình xác định 100% cái người này chưa có biết đạo. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Vì cái người biết đạo họ không có mơ cái quả lành, mà họ chỉ mơ cái nhân lành. Vì cái quả lành là đương nhiên, còn cái nhân lành thì mình mới mơ chứ. Vì có nhân lành thì mới có quả lành. Mà bây giờ mình không mơ cái gốc, mình mơ cái ngọn không à? Không trồng mà cứ ngồi đó mà mơ có trái ăn thì có không? Không nè. Đơn giản là cái người chưa biết đạo thì suốt ngày chỉ mơ cho mình gặp được thuận duyên, gặp được may mắn, có phước, vân vân rồi vân vân. Chúng tôi khẳng định 100% cái người này chưa biết đạo. Vì mơ như vậy thì còn than phiền oán trách dữ lắm. Vì mơ mà không được, thấy không nè, đau khổ vì nỗi mong cầu. Mà cầu mà không được thì nỗi sầu lại tăng lên thôi. Rõ ràng mấy người đó bảo đảm là khổ sầu lại tăng. An vui vì đã biết rằng tham là gốc khổ, có chi phải cầu. Cái người mà biết đạo thì họ không có mơ cái quả lành đâu, mà họ mơ cái nhân lành. Họ mơ làm sao có được cái dịp, cái duyên để tạo cái nhân lành. Vì nhờ tạo nhân lành thì mới có quả lành. Mình mơ cái quả làm chi, mình phải mơ cái nhân. Mơ cái nhân. Chúng tôi xin ví dụ nghe. Thế nào là nhân lành và thế nào là quả lành? Thì chúng tôi đặt là có hai cái gọi là mùa xuân hay là niềm vui. Niềm vui chánh pháp và niềm vui cuộc đời. Nghe cho kỹ. Bây giờ có hai cái niềm vui đi. Chúng tôi đặt cái tên là một là niềm vui chánh pháp, hai là niềm vui cuộc đời. Thì cái niềm vui chánh pháp chúng ta phải hiểu cái nghĩa đen của nó là gì. Là niềm vui trong cái nhân lành, nó gọi là niềm vui chánh pháp. Còn niềm vui cuộc đời chúng ta hiểu nghĩa đen đó là niềm vui của cái quả lành, hưởng phước. Thấy không nè? Hãy mà người đời mà có phước thì họ thấy vui, đúng không? Bây giờ giữa cái niềm vui chánh pháp là vui trong cái nhân lành, và giữa cái niềm vui cuộc đời là vui trong cái quả lành, thì theo quý vị chọn niềm vui nào? Nếu như vậy thì chúng ta cũng chưa rõ lắm. Chúng tôi xin ví dụ đi. Ngày hôm nay nè, mùng 10 tháng 10, đăng ký tham gia khóa tu xuất gia gieo duyên để có được niềm vui chánh pháp, tức là vui trong cái nhân lành. Hôm nay đến đây mình ta tạo nhân mà, gieo duyên mà, đúng không? Hai là ở nhà. Ở nhà có hai ba cái đám cưới mời mình đi ăn. Mà đám cưới quý vị biết rồi, đi ăn thì sao? Thứ nhất là mặc đồ đẹp, thứ hai được ăn ngon, thứ ba là nhìn cô dâu chú rể có niềm vui cuộc đời mà, hạnh phúc cuộc đời, trăm năm hạnh phúc mà. Rồi gặp được quan viên hai họ, gặp được gia đình của hai họ, gặp được khách mời của hai họ, mà ai bữa đó cũng toàn là đẹp không, để có được cái niềm vui. Thấy không nè? Như vậy, một là đi chùa Tổ Long Hưng để vui trong cái niềm vui nhân lành,
và ở nhà được đi dự 2-3 cái đám cưới để có được niềm vui trong quả lành, ở hay đi? Ở hay đi? Trả lời liền, thật lòng nghe. Đi phải không? Đi hay ở? Đi hay ở? Trả lời giùm sư đi, thật lòng á. 100% trả lời là đi, đúng không? Đi tu xuất gia giáo viên, đúng không? Đâu, giơ tay coi 100% không? Đó, cảm ơn quý vị. Bây giờ chúng tôi xin nói lại. Một là đi chùa Tổ Long Hưng để tu gieo duyên, có được niềm vui trong cái nhân lành, gieo duyên mà. Hai là ở nhà chiều nay trúng tờ vé số đặc biệt để vui trong quả lành, ở hay đi? Thật lòng không? Vé số đặc biệt à? Tại vì mình trúng vé số là mình hưởng quả. Cái người trúng số phải có phước mới được chứ, phải không? Ở hay đi? Đi luôn hả? Rồi. Có nhiều người nó có động vé số đâu có đi chắc. Thật lòng nha. Chúng tôi muốn câu trả lời là gọi là những cái câu trả lời gọi là thật lòng của mình à. Chứ không phải vì sư mà trả lời, hoặc là vì có thượng tọa trụ trì ngồi đây mà trả lời kìa. Mình trả lời lòng của mình nghĩ sao mà trả lời vậy. Ở dưới đây có người nói gì thôi, ở lại trúng số rồi ngày mai đi tu hả? Trời ơi, cái này còn dữ nữa, tham dữ nữa. Cái này thầy không bỏ rơi rớt à. Thưa với quý vị, nếu mà cái người có trí tuệ, hiểu không? Có người trẻ, nếu mà kỳ này mình không đi tu trong cái dịp này thì không biết có dịp nào tu. Thiệt sự là vậy. Người ơi làm phước mau đi mà, kẻo mai cơ hội mất đi không còn. Ngày mai đâu ai biết được ngày mai, thấy không? Trời ơi, kiếp người ôi thật mong manh mà, sớm còn tối mất, đấu tranh làm gì? Hãy ngồi suy nghĩ lại đi. Thân là tứ đại, có gì của ta? Tiền tài danh lợi cao xa, vô thường đã đến, có mà đem đi. Ta nên tập sống từ bi, để mai nhắm mắt ra đi nhẹ nhàng. Hôm nay mình vô đây mình gieo duyên với từ bi, thì ngày mai mình có nhắm mắt á, thưa quý vị, mình ra đi nhẹ nhàng. Còn mà ở nhà gieo trúng số là gieo với sân si. Sân si là sao? Trời, của cái tài sản vật chất, ngày mai nhắm mắt nó trợn trẳng là nó không chịu nhắm, vuốt 8 lần nó cũng mở lên. Mới trúng số mà chết thì sao mà chịu nổi, sao mà đi được? Chưa kịp sai sao đi, trợn trắng mắt hoài đó. Người thân nó vuốt xuống nhắm đi con, không nhắm mở lên, vuốt xuống mở lên, vuốt lên mới lên. Hỏi sao vậy? Mấy tờ giấy số chưa xài, nó khổ vậy đó. Cho nên đó là, thưa với quý vị, cái quả lành đó là cái quả của mình, nghe cho kỹ nghe, phước của mình. Nếu hôm nay mà mình không hưởng thì nó cũng còn ở đó, không mất đâu hết, nghe cho kỹ. Còn cái nhân mà hôm nay mình không tạo, ngày mai không có dịp, nhớ, vô thường đến rước mình đi rồi, có dịp đâu nữa mà, mà tu, thấy không nè. Cho nên cái người mà hiểu thì họ chỉ chọn cái nhân lành, chứ họ không bao giờ chọn cái quả lành. Hiểu hai cái này chưa? Hôm nay mình gieo duyên, tức mình đang gieo cái nhân lành, rồi sau này nó sẽ có cái quả lành. Quả lành không cần chọn. Nghiệp thì dĩ thời, là cái nhân lành nó phải khác thời, khác lúc mình gieo, nhưng mà quả phải dĩ thục. Cái quả nó đến thời kỳ chín mùi là nó tự động nó trổ ra thôi. Nghe cho kỹ, dù cho cái quả đó là quả thiện hay là quả ác, quả thiện hay là quả bất thiện, hễ mà nó đến thời kỳ trổ quả rồi, thưa quý vị, cản cũng không được. Cho nên ở ngoài đời nó có một câu chú thích lắm, gì không? Thời tới rồi cản không nổi. Thiệt, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ duyên là phước nó trổ, mà thời đến rồi mình cản cũng không được. Cái nghiệp, cho dù là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó đến rồi là mình. Trong kinh Đức Phật dạy, chứ không phải chúng tôi nói. Phật nói là sao biết không? Cho dù bay giúp lưng trời,
Cho dù đáy biển trốn thời được đâu, cho dù núi thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo. Khi cái quả mà đến thời kỳ trổ rồi, mình có chạy lên trời, mình có xuống biển, mình có vào hang núi, mình núp đi nữa, thì quả nó cũng kéo đến trổ lên cho mình. Phải nhớ cái điều này. Cho nên cái người trí á, họ quan tâm đến cái nhân nhiều hơn cái quả. Còn cái người ngu á, thiếu trí á, tối ngày cứ quan tâm tới cái quả nhiều hơn cái nhân. Ở trong đạo nó có một câu là Bồ Tát sợ chúng sanh sợ. Đúng. Lúc mình dây nhân mình đâu có sợ, còn hả hê nữa, làm cho ta khổ mà vui nữa. Nó gây nhân mà không sợ. Đến chừng mà quả trổ ra thì sao? Ôi thôi, khổ đau chồng chất. Cho nên nhân duyên, hôm nay mình đến đây là mình tu gieo, gieo duyên. Nhớ ngay chữ duyên nó màu nhiệm lắm. Thấu muôn duyên thì nhớ rằng là không có than phiền quán trách. Vì vậy chúng ta hiểu như thế nào? Hiểu rằng là hãy những người nào mà họ vui vẻ là họ khỏe liền. Đó là nhân duyên đó. Mà buồn phiền thì sanh sanh bệnh. Mà nhường nhịn thì bệnh bệnh ác. Cái nhân mà nhường nhịn đưa đến bệnh ác. Cái người tu là cái sức mạnh của chúng ta là nhẫn nhịn. Nghe cho kỹ nghe. Nhẫn nhịn không phải đối với ngoại cảnh mà kể cả nội tâm. Cái tâm của mình nó tham sân si nó nổi lên là mình phải ráng mà nhẫn nhịn. Nhịn đời thì hạnh phúc tấm thân yên. Nhịn sự hơn thua thì khỏi lị phiền. Nhịn kẻ hung hăng thì lòng độ lượng. Nhịn lòng hiếu thắng cõi thần tiên. Cái tâm mình á, nhịn cha nhịn mẹ thì người con hiếu rõ ràng. Nhịn anh nhịn chị thì anh chị hòa. Nhịn vợ nhịn chồng thì nhà hạnh phúc. Nhịn sớm láng giềng thì nghĩa thâm giàu. Cho nên người tu chúng ta có một cái sức mạnh vô cùng đặc biệt, đó là nhẫn nhịn. Không nhẫn nhịn là không tu được. Cái người mà hung hăng quá khó tu. Hôm nay mình vào đây là mình nhẫn nhịn với ngoại cảnh, nhẫn nhịn với nội tâm, thì đó mới là cái sức mạnh của người tu. Nghe câu này cho sáng mắt. Không nhẫn không gần được đạo. Mình muốn gần đạo thì phải nhẫn. Người tu phải nhịn, nhẫn nhịn. Cho nên vui vẻ thì khỏe liền, buồn phiền sanh bệnh. Nhường nhịn thì bình an. Bi quan là tự sát nha. Cái người tu chúng ta phải lạc quan. Vì mình hiểu rồi, ở đời thì họ bi quan lắm. Họ làm ăn mà thất bại, lỡ giận công danh, sự nghiệp, tình duyên, trong cuộc đời là họ rơi vô bi quan. Còn mình tu mình hiểu chữ nhân duyên rồi, có gì đâu bi quan. Đủ duyên đâu có gì tự phát sanh. Nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm quán hận nài thêm đầy. Quán thì nên giải, chẳng nên gây. Để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình. Làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Chỗ ta đi. Không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Cái người tu là vậy đó. Tu là gì? Tu là sửa cho mình bớt khổ mới gọi là tu. Tu theo lời Phật độ chúng sanh mới là tu. Tu là cố gắng thực hành. Tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Tu sao phải thật là hiền. Chứ hiền ở đây không phải hiền khô nha. Hiền là hiền trí đó. Thiện trí đó. Chứ không phải tu như hiền khô như cục bột à. Không phải. Cái người tu chúng ta tu chứ không phải ngu nha. Mấy người đó là hiền mà hiền khô là hiền ngu à. Mình tu chứ đâu mình đâu có ngu đâu.
Chứ nói mấy ông thầy tu này ông hiền, ông ngu luôn, vô đây dụ mấy ông thầy tu à, giỡn hoài. Tôi tu cho tôi cũng ngu. Tu sao phải thật là hiền. Hiền ở đây là hiền trí, hiền thiện. Đúng không? Mình dùng cái duyên lành, cái thiện duyên mình sống trong cuộc đời thiện pháp không? Tu sao phải thật là hiền. Tu là phải nhớ, tu là để dứt não phiền trong tâm đó. Sức phiền não da đó. Mình tu làm sao cho dứt não phiền trong tâm. Tu là sửa đổi mê lầm. Tu là bỏ hết cạnh tranh với người. Vô đây mà còn cạnh tranh nữa không phải là tu. Còn hơn thua là không được. Tu là bỏ hết cạnh tranh với người. Tu là nhẫn nhịn ai ơi. Tu là cõi phúc đời đời yên vui. Cho nên cái chữ duyên đó, nói theo cái nghĩa thực tế nó rất là rõ ràng. Nhân nào quả nấy, duyên nào thì quả đó, phải không nè? Rõ ràng. Còn nói theo cái nghĩa màu nhiệm của chữ duyên nó đặc biệt lắm. Ngộ được cái chữ duyên rồi thì cái người này họ an lạc. Có gì đâu mà phụ, đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Điều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Tu mà chưa hiểu chữ duyên nó uổng lắm quý vị. Người mà không hiểu chữ duyên thì ta chưa được an nhiên giữa đời đâu. Cái người mà hiểu được chữ duyên thì an nhiên lắm. Bởi vì mình thấy rằng tất cái sự hiện diện của chúng ta đây là do duyên nó hợp thành. Mà duyên nó tan rồi thì nó sẽ tự tan thôi. Kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng lo âu làm gì. Khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau. Tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Mình còn chấp lắm. Bây giờ mình nhìn cái người đó giàu thì mình hiểu không? Họ có phước, họ có cúng dường bố thí đời trước, nhân sanh sự giàu sang thì họ mới giàu. Còn mình nghèo là mình hiểu không? Là kiếp trước mình không có làm phước. Thấy không nè? Rõ ràng đâu ra đó, mình hiểu như vậy thì mình đỡ buồn. Còn bây giờ ta thấy đẹp quá, là kiếp trước ta ít sân si. Người ít lòng sân hận thường đẳng phước đoan trang, dung sắc đẹp dịu dàng, được nhiều người thương mến. Còn mình sân si tối ngày, đời sau sanh ra sao đẹp nói. Do cái nhân mà sân si, đời sau sanh ra xấu xí. Hiểu được như vậy thì mình đâu có gì phải buồn phiền. Kiếp trước họ có tu, còn mình kiếp trước mình không tu. Kiếp trước có tu mới được giàu. Kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình tuổi vắng teo. Chính vì cái người mà hiểu nhân duyên rồi, hôm nay mình tu gieo duyên thì mình học cái chữ duyên cho nó màu nhiệm lắm. Hiểu rồi không có buồn phiền. Chứ đừng giống như cô này, cô nói con cũng hiểu nhưng mà con khổ nổi, sư biết sao không? Con không buồn vì nhà con nghèo, mà con buồn vì cái nhà kế bên nó giàu. Cũng như không. Phải nó nghèo như con luôn là con không buồn. Ở đời có nhiều người vậy đó quý vị. Con không buồn vì con xấu, mà con buồn vì nhỏ bạn nhỏ đẹp. Trời ơi, phải vì nó xấu giống con luôn đi. Hiểu như vậy chưa? Chưa tới. Hiểu một chút à. Người ta đẹp, người ta giàu là phước của người ta. Mình nghèo, mình xấu là nghiệp của mình. Nó rõ ràng. Cho nên hôm nay mình đã có được cái nhân duyên này rồi thì mình phải thiện duyên phải giữ luôn luôn nha. Tặng quý vị câu hát.
Người có nhân duyên xin trở về đây, người có nhân duyên nên gặp mà pháp màu. Con là người vô minh đã từ lâu, nay nhờ pháp màu nên đã trở về đây. Người có nhân duyên xin giữ bền tâm, đừng để cho duyên mai một pháp lành. Con nguyện lòng xin ghi mãi từ đây, cho trọn đời này vui với pháp mà thôi. Cái người mà có tu á, có duyên á, họ lấy pháp làm trọng quý vị. Còn cái người mà họ không tu á, không có duyên á, họ lấy đời làm trọng. Biết lấy đời làm trọng không? Là họ sống theo đời, họ ăn theo thở mà ở theo đời á. Tức là cuộc đời này nó bốn chứ, danh dứt là họ chạy theo. Họ chạy theo, họ phải cạnh tranh bon chen giành giật với đời. Rồi đời dạy họ muôn ngàn cách nắm giữ, họ cũng y chang vậy đó, họ cứ nắm giữ thôi. Mà người có nhân duyên thì sao? Theo đạo, đạo dạy người chỉ một chữ, chữ buông. Thật sự ra mình, mấy người theo đời là đi tìm cái có, nhưng mà cuối cùng thì có cái không à. Còn mấy người mà theo đạo á nghe, thực tập cái chữ buông đó nghe, là suốt đời mình đi tìm cái không, buông mà, nhưng mà cuối cùng mình có cái có đó. Cái có ở đây là gì? Cái nhiệm màu của pháp bảo, cái vị an lạc giải thoát. Mình lấy pháp làm trọng, nghe cho kỹ. Mình mặc vào người mình một cái áo giáp của pháp, mà pháp ở đây là phải tùy duyên. Tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Sẵn đây chúng tôi tặng quý vị nguyên bài thơ chữ duyên luôn là kết thúc. Thuận duyên á, mọi việc dễ dàng. Quý vị thấy cuộc đời này rõ ràng. Mà nghịch duyên á nghe, đừng có mơ màng uổng công. Có duyên á thì chuyện khó cũng xong. Không duyên á chớ đợi chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi. Hết duyên chấp nhận có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ u phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơi đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên trơn chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông, duyên sâu thì hợp, mà duyên mỏng thì tan. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Mình là con Phật, nhớ phải an nhiên tự tại. Dẫu thế nào tâm mãi an vui. Tùy duyên, tùy lúc, tùy nơi, thực hành lời Phật, đời đời an vui. Thưa quý vị, kính bạch trên quý ngài, thưa quý vị, quan nghĩ cho chánh định tạm dừng ở đây, hẹn lại lần sau. Như vậy thì hôm nay chánh định giảng có hai vấn đề, một là xuất gia, hai là gieo duyên. Mong quý vị cũng hiểu được phần nào nội dung của bài giảng này, để chúng ta có được sự an lạc và hoan hỷ trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ nhất tại chùa Tổ. Trước khi dứt lời,
cho chánh định nói lời niệm ân đến thượng tọa trụ trì, trưởng ban tổ chức cùng chư tôn đức tăng trong ban tổ chức khóa tu, và đặc biệt là cảm ơn tất cả các hành giả và toàn thể đạo tràng Phật tử có mặt hôm nay để nghe bài giảng này. Kính chúc quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Phật. Một lần nữa xin chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cúng dường đến thượng tọa giảng sư của chúng ta, A Di Đà Phật.